Hôm nay tôi giới thiệu với các bản phần mềm hình thức trách nghiệm.vn, phần mềm phi lợi nhuận. Phần mềm này hỗ trợ các bản ôn tập dự tuyển viên chức y tế, ôn tập à, câu hỏi, vấn đáp, phỏng vấn, à, các môn ở vòng 2, môn chuyên môn nghiệp vụ. Các bạn có nhu cầu kết nối zalo với thầy giáo, thạc sĩ Lê Văn Quang, theo số điện thoại 0912 5956 hoặc à, 0943 123 để được hướng dẫn. Sau khi các bạn kết nối Zalo với thầy giáo, các bạn sẽ nhận được tin nhắn video bài giảng. Các bạn xem video bài giảng của thầy miễn phí. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phương pháp học và trả lời câu hỏi vấn đáp phỏng vấn thông qua cái tài liệu thông tư 08 năm 2022 về chức danh nghề nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin và an toàn thông tin. Các bạn thông qua cái tài liệu này các bạn học như thế nào thì các tài liệu khác hoàn toàn tương tự các bạn khởi động trình duyệt trên máy tính của các bạn sau đó các bạn gõ vào thanh địa chỉ là http dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo đây là giao thức rồi đến tên phần mềm hình thức trách nhiệm vn à, sau đó các bạn thấy đúng rồi thì các bạn ấn enter thì nó xuất hiện cái giao diện như các bạn nhìn thấy trên màn hình là đúng nếu không xuất hiện cái giao diện như vậy là các bạn đã gõ sai tên phần mềm hoặc là sai tên giao thức http dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo trong trường hợp quả đúng rồi mà lại không xuất hiện cái giao diện như thế này thì trình duyệt trên máy tính của các bạn nó lưu sai cái địa chỉ rồi thì các bạn phải xử lý như sau. Các bạn phải xóa lịch sử trình duyệt trên máy tính của các bạn. Sau đó các bạn shut down Windows, các bạn tắt nguồn điện máy tính, các bạn khởi động lại, các bạn thao tác lại. À, xin giới thiệu thêm là các bạn chỉ học trên máy tính cá nhân của các bạn À, đối với câu hỏi à, phỏng vấn, vấn đáp có thể học trên điện thoại. Đấy, còn câu hỏi trách nhiệm học trên điện thoại nó chậm lắm. À, và các bạn không học trên máy tính kết nối nội bộ của cơ quan được vì máy tính kết nối nội bộ thường là không cho phép truy cập các phần mềm khác. À, vì vậy các bạn học trên máy tính cá nhân. À, các bạn à, muốn học cái vòng 2 vấn đáp phỏng vấn à, dự tuyển viên chức y tế các bạn để con chỗ tại mục số 6 Các bạn muốn học Câu hỏi chắc nghiệm kiến thức chung ôn tập dự tuyển viên chức y tế các bạn để tại mục số 7 Sau đó các bạn nhấn nút trái Thì phần mềm yêu cầu các bạn phải nhập ký danh mật khẩu Khi có ký danh mật khẩu các bạn phải bí mật Vì sao lại bí mật? Người khác biết được đăng nhập phần mềm Nó sẽ xung đột với các bạn à, Vì vậy các bạn phải bí mật cái mật khẩu của mình Vào trong phần mềm các bạn thấy à, có rất nhiều tài liệu Các bạn sẽ chọn những tài liệu các bạn cần để các bạn có kiến thức vượt qua kỳ thi các bạn còn thời gian các bạn học thêm các tài liệu khác để khi chúng tuyển chúng ta làm việc tốt hơn chúng ta cứ bình tĩnh học từng tài liệu đối với các bạn ngành y thì các bạn có một cái năng lực tư duy rất tốt có một cái năng lực truyền thống học giỏi cho nên là các bạn áp dụng vào để học các câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm của thầy rất nhanh các bạn mà học ngành công nghệ thông tin cũng như vậy các bạn rất thông minh vì vậy các bạn áp dụng vào đây các bạn học nhanh lắm và thầy đã hỗ trợ các bạn đến mức tối đa tức là đã chuẩn bị sẵn nội dung câu hỏi, nội dung trả lời, nội dung các tình huống phát sinh để các bạn trả lời. Đó. Thì kinh nghiệm dạy đại học thầy giáo thấy rằng bạn nào mà học hiểu nội dung thì ra trường công tác rất tốt và qua môn rất tốt. Còn các bạn mà học mang 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 tính chất là ná ná học thuộc ấy thì không giải quyết được. À, ví dụ hôm nay các bạn cần học câu hỏi vấn đáp phỏng vấn cho thông tư 08 về chức danh nghề nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin để an toàn thông tin thì các bạn nhấn nút trái sau đó các bạn chờ nó lót dữ liệu, sau các bạn di chuyển xuống, các bạn thực hiện đề thi này, nhấn nút trái này, start là bắt đầu này, đó. sau đó các bạn nhìn sang tay trái màn hình có chữ finish này, nhấn nút trái là finish, xem như mình đã hoàn thành, rồi các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới, các bạn thấy nộp bài kết thúc này, nộp bài kết thúc này, à, sau đó các bạn bình tĩnh nhé, các bạn đọc nội dung câu hỏi, nội dung từng phương án, à, nội dung từng cái câu trả lời một đấy, để các bạn nắm, nắm thật chắc à, cho từng nội dung. Rồi các cái tình huống đặt ra Để cho các bạn à, trả lời Thí dụ như là à, Các bạn à, có là trả lời xong à, Cái nội dung câu hỏi Là về nhiệm vụ Vì ở đây mình làm à, à, Các bạn vào thi trung tuyến Nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp an toàn thông tin hạng 3 Thì các bạn phải Làm những gì Thì như vậy các bạn trả lời có 8 nhiệm vụ Sau các bạn sẽ trả lời 8 cái nhiệm vụ này Thì sau đó là à, Vì trong một cái đề thi thì các bạn bắt thăm được thì mỗi một đề có thể hai câu, ba câu, bốn câu hỏi thì được phép trả lời. Một cái đề thi có nhiều câu hỏi với thời gian là 30 phút và có thêm 15 phút chuẩn bị. Thì các bạn chuẩn bị thì các bạn sẽ có cái gạch đầu dòng để các bạn làm chủ được cái cái chuẩn bị để các bạn trả lời. Và các bạn phải chú ý là phải trả lời được hết tất cả các câu hỏi chứ không được bỏ sót câu nào như vậy là các bạn bắt thăm xong các bạn có tối đa 15 phút để chuẩn bị sau đó các bạn sẽ trả lời nội dung các câu hỏi có trong đề các bạn bắt thăm được sau đó giáo viên có thể được phép hỏi các bạn các nội dung nằm trong câu hỏi chứ không được hỏi ngoài không được hỏi hỏi ngoài nội dung câu hỏi để xem các bạn nắm sâu chưa nắm tốt rồi nắm vững rồi thì có thể cho điểm tối đa đó thế thì các cái tình huống đặt ra sau khi các bạn trả lời về các cái nhiệm vụ à, của chức danh nghề nghiệp an toàn thông tin hạng 3 xong thì các bạn sẽ thấy là các thầy có thể hỏi là à, thí dụ như thí dụ như là à, nhiệm vụ là à, tham gia thì bây giờ à, thay bằng cái tổ chức đó à, thí dụ như là ở đây là tổ chức xây dựng đó và tổ chức thực hiện các chương trình đề án dự án an toàn thông tin của cơ quan đơn vị thì cái nội dung này có đúng không thì các bạn thấy rằng là tổ chức thì nó lại là gì? Nó lại vượt lên cái, cái năng lực của cái hạng 3 rồi. Đó. Cho nên các bạn thấy là không đúng. Vì quy định hay, vì sao đúng? Vì đúng như quy định là chỉ yêu cầu cái nhiệm vụ này các bạn tham gia thôi chứ không yêu cầu cái nhiệm vụ này các bạn phải tổ chức hay là cái nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thì các bạn chú ý là cái nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thì ở cái hạng 3 thì yêu cầu các bạn như thế nào? Đó, là các bạn chỉ tham gia thôi. Mà thầy giáo lại hỏi các bạn là bây giờ là à, à, Chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành an toàn thông tin. Thì đây có phải là nhiệm vụ của an toàn thông tin hạng 3 không? Thì các bạn nói là chủ trì, Thì nó phải là hạng trên rồi. Hạng trên, hạng 2 hoặc hạng 1 chỉ đó. đó. Ví dụ thế, thì nằm trong hạng 3 thì chưa chủ trì được. Mà hạng 3 chỉ là tham gia các cái đề tài nghiên cứu học chuyên ngành an toàn thông tin đó để các bạn nắm chắc à, các thầy chỉ cần là à, thay đổi đi một từ của một câu thì xem cái nội dung đó à, có quản đúng hay không à, đối với à, an toàn thông tin hạng 3 đó thì đây thầy chuẩn bị sẵn các cái ý để các bạn có thể tập duyệt ở nhà để kỳ thi chính thức diễn ra mà đúng vào cái form này thì các bạn không lúng túng vì ngồi trên cái nóng là nó lung tung có thể các bạn rất thông minh nhưng mà nhiều lúc không nghĩ ra à, vì vậy chúng ta luyện được cái nhà rồi chúng ta chuẩn bị trước cái nhà rồi để kỳ thi chính thức diễn ra thì mà rơi vào thế là các bạn phản ứng được ngay đó thì phần mềm đã hỗ trợ các bạn rồi đăng nhập vào và để học thôi các bạn muốn học lại cái mục này học mục khác các bạn nhấn chuột vào hai là mã và lưu ý là các bạn không copy ra ngoài được vì đây là bản quyền của thầy các bạn phải học trực tiếp trên phần mềm thôi các bạn muốn kết thúc phiên làm việc với phần mềm Các bạn chỉ vào góc phải trên cùng màn hình Có hình người để nhấn nút trái Để các bạn thoát ra khỏi phần mềm à, Rồi sau đó các bạn à, muốn tắt Máy tính thì các bạn tắt cửa sổ ứng dụng Thì các bạn chéo, tắt cái dấu chéo thôi Như vậy là tôi đã giới thiệu với các bạn Xong cái phương pháp học câu hỏi Trả lời vấn đáp phỏng vấn trên phần mềm Thì các bạn có nhu cầu kết nối zalo Với thầy giáo, thạc sĩ Lê Văn Quang theo một trong hai số hiển thị trên màn hình Chúc các bạn thành công